Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bãi của Thanh Hóa. Mình tên là Thanh Hóa, năm nay 38 tuổi, đang ở chợ Lán Sen. Mình chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Cái em này thì ngoại hình còn tương đối là đẹp, nó bị mớp ha. Do vận chuyển nó bị mớp. Rồi. Xin lỗi. Rồi để quay xong luôn đi, còn phải ghim điện lại. Em này là của Nhật ha, điện 100-700W ha. Ngoại hình còn tương đối là đẹp ha, nó chỉ bị mốt nha. Đây còn chỉ độ còn rất là đẹp. Đây mình test nhiệt độ luôn ha. Hiện giờ quý khách tầm thấy hai mấy độ ha. Mình mới nấu thử nè ha, 4 mấy độ ha, 3 mấy độ ha, 33 độ là đứng kim không. Rồi nãy là 33 độ ha, nó không có lên nhiệt độ nữa ha. Giờ mình sẽ test hằng này, là nó không có năng này, nó không xài điện tử nên độ bền nó rất là cao ha, nó xài bằng cơ. Nhấn lúc này á là nó sẽ xịt nước ha, còn khóa là đè không được ha. Nè, hiện giờ là khóa cho em hay là mình đi nhấn không vô ha, nó gài cái chốt lại nè, mở ra là mình sẽ xả nước được ha. Đây ha, đó mình nhấn nè ha, nè ha, đè luôn, tại vì nước ít cho mình để mực nước ít xịu rồi test mà. Mới nãy là 33 độ ha. Test lại cho quý khách xem ha. Thấy không? Chưa cho bốc khói ha, hơi bốc khói nhẹ. Đút cái máy vô trống luôn. Ha, 4 mấy độ ha quý khách. Rồi nó hở luôn bây giờ. Cái con nhiệt độ này nó hở lên luôn rồi. Đây. Ha, nó lên dù dù ha. Nè quý khách thấy không, bốc khói nè đó, tại vì cái sợi dây này nè nó hơi khó chịu, chứ này mình buôn bán là ok hết. Đây rồi, rồi đây ha, quý khách thấy không, hiện giờ 32 độ đúng không, nè đưa vô nè, đó sôi chưa rồi đó, lên dù dù thấy không, bốc khói luôn nè đó, chứng tỏ luôn nè. Em này mình bán giá là 400 ngàn ha. Còn quý khách nào không lấy dây nguồn mình sẽ trừ ra 50 ngàn ha. Mình sẽ câu dây mình, quý khách ở nhà có dây sẵn á thì khỏi lấy dây nguồn 50 ngàn. Có chưa có dây thì mình bán luôn là 400 ngàn nguyên bộ ha. Rồi quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.